5 phút của các bạn bắt đầu. Kính thưa quý vị và các bạn, giấc ngủ của chúng ta đang phải chạy theo sự vận động của xã hội. Lối sống nhanh, sống vội đang trực tiếp gây nên cuộc khủng hoảng giấc ngủ toàn cầu. Một khảo sát gần đây được thực hiện bởi Đại học Michigan cho thấy 65% dân số mắc phải các triệu chứng như khó ngủ, ngủ không sâu giấc và mệt mỏi sau khi thức giấc. Hiểu được điều này thì HiDream đã tạo ra một trợ lý giấc ngủ toàn diện giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ người dùng. Thiết bị của chúng tôi gồm hai phần chính là thiết bị cảm biến IoT và sản phẩm mobile app. Để hiểu rõ hơn về sản phẩm thì xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ đến với quy trình sử dụng sản phẩm với bạn nhân vật dạ tưởng là bạn Phong. Để sử dụng HiDream cho giấc ngủ của mình, đầu tiên Phong cần cài đặt giấc ngủ, cài đặt thiết bị cảm biến giấc ngủ dưới gối, đặt thiết bị điều khiển tại đầu giường. Sau đó Phong cần cài đặt giờ thức giấc cho sáng ngày hôm sau, bắt đầu quy trình ngủ tự động cùng với HiDream. Để giúp đưa Phong vào giấc ngủ, thiết bị sẽ nhận diện cảm xúc dựa trên phân tích giọng nói từ Phong để phát nhạc theo phù hợp để giúp đưa bạn vào giấc ngủ. Trong khi ngủ, nếu Phong có dấu hiệu thức giấc như chuyển động cơ thể hoặc là thân nhiệt có sự thay đổi thì thiết bị sẽ tự động phát ra những âm thanh dễ chịu để giúp đưa bạn vào lại giấc ngủ của mình. Ngoài ra, HiDream cũng sẽ điều khiển các thiết bị quạt điều hòa trong gia đình để giúp bạn tránh phải các triệu chứng sốt, ho, cảm cúm sau khi thức giấc. Cuối cùng thì HiDream sẽ can thiệp và đánh thức Phong vào thời điểm tỉnh táo nhất cho sáng ngày hôm sau. Sau khi Phong thức giấc thì Phong có thể theo dõi chất lượng giấc ngủ của mình, đồng thời có thể cài đặt các thông số để cá nhân hóa giấc ngủ cho những lần ngủ kế tiếp. So với các sản phẩm hiện có trên thị trường thì hiện tại HiDream hoàn toàn không có đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Còn với các sản phẩm thay thế như đồng hồ thông minh hoặc là các sản phẩm theo dõi sức khỏe thì HiDream có những đặc điểm nổi trội, như đây là thiết bị Smart IoT tự động chuyên biệt đầu tiên dành cho giấc ngủ. Có những đặc tính năng nổi trội như là phát nhạc dựa theo cảm xúc dựa trên công nghệ AI Voice Recognition. Không chỉ dừng lại ở việc làm trợ lý giấc ngủ, tầm nhìn của HiDream trong 5 năm tới hướng đến phát triển trở thành một hệ sinh thái ứng dụng IoT giải quyết các vấn đề về chăm sóc sức khỏe cá nhân. 5 năm tới sẽ là 5 năm quyết định cho sự phát triển của HiDream, nhưng với đi trên con đường nào thì chúng tôi tin rằng tận tâm với xã hội và chuyên nghiệp trong dịch vụ lúc nào cũng là tôn chỉ trong mọi hoạt động của HiDream. Ngành hàng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người tiêu dùng Consumer Healthcare là lĩnh vực đang gia tăng nhanh và đầy tiềm năng của thị trường. Với tỷ lệ thâm nhập thị trường là 15,56% thì market volume ước tính của chúng em sẽ là khoảng 4,4 triệu khách hàng. Tại Việt Nam, giá trị thị trường vào năm 2017 đạt gần 900 triệu USD và có khả năng tăng trưởng hàng năm đạt 10,6% thuộc nhóm tăng trưởng cao nhất khu vực châu Á. Trong giai đoạn đầu tiên thì bọn em tập trung chủ shop của bọn em sẽ là thế hệ millennials đang trong độ tuổi từ 25 đến 35. Họ có thích trải nghiệm công nghệ và luôn tìm đến những giải pháp công nghệ để cải thiện cuộc sống cho bản thân và gia đình. Khách hàng còn có thể là bố con cái, hay bố mẹ của họ, vì HiDream là một sản phẩm thiết kế để dành cho mọi độ tuổi, tầng lớp và lối sống. Đây là câu chuyện về sale B2C, còn về sale B2B thì các bên bất động sản, phần các thiết bị lắp đặt thông minh, khách sạn chung và cao cấp sẽ là đối tác mà chúng em quan tâm. Chúng em sẽ định vị HiDream là một sản phẩm thông minh cho trải nghiệm cá nhân hóa về giấc ngủ một cách tốt nhất, giúp được mọi người có giấc ngủ nhanh hơn và thức dậy tỉnh táo hơn. HiDream luôn đặt người dùng ở vị trí trung tâm trong mọi hoạt động kinh doanh cũng như là cam kết về trách nhiệm xã hội. Chúng tôi luôn coi giá trị cốt lõi của sản phẩm là nền tảng của mọi kế hoạch marketing, và chúng tôi hiểu khách hàng và hiểu rằng khách quan tâm đến khách hàng và hiểu rằng khách hàng cần có một sản phẩm cái chăm sóc giấc ngủ tốt nhất và nhưng mà tốn ít thời gian và công sức. Và chúng tôi sẽ thực hiện chiến lược thâm nhập thị trường thông qua 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên trích grow trong vòng 12 tháng để educate thị trường với ngành hàng consumer healthcare và giới thiệu về sản phẩm. Giai đoạn 2 experience trong vòng 6 tháng để tăng nhận diện thương hiệu và trải nghiệm ở sản phẩm cũng như là tạo phễu khách hàng. Giai đoạn 3 là implementation trong vòng 6 tháng để remarketing đến tập khách hàng và kêu gọi hành động mua hàng để tăng doanh thu. Về cơ cấu chi phí thì giá bán sản phẩm HiDream là 2.499.000 về cơ cấu chi phí như trên màn hình. Và trong đó thì lợi nhuận sẽ chiếm 19,6% và 20% sẽ là tiền tái đầu tư cho cộng đồng. Về tốc độ tăng trưởng thì số lượng sản phẩm bán ra trong 3 năm tới sẽ lần lượt đạt 400, 1.000 và 1.400. Và kỳ vọng trong năm thứ 3 thì doanh thu kỳ vọng là hơn 3,6 tỷ. Về điểm hòa vốn thì HiDream. Về điểm hòa vốn thì dự kiến hòa vốn sẽ đạt 900 sản phẩm và dự kiến hòa vốn sẽ vào tháng 3 và quý 3 năm thứ 2. Về đội ngũ thì đội ngũ của chúng tôi bao gồm các bạn sinh viên ưu tú đến từ trường Đại học Bách Khoa, Đại học Thăng Long và Đại học Kinh tế Quốc dân. Về cố vấn công nghệ thì chúng tôi nhận được sự cố vấn từ các phó giáo sư, tiến sĩ đến từ trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. HiDream luôn cam kết đem đến một sản phẩm tốt nhất, chất lượng nhất bằng chính sự quan tâm và trân trọng dành với
với xã hội và sức khỏe của con người. Xin thành cảm ơn. Cảm ơn phần thi vừa rồi đến từ đội Khai Thiên. Và các bạn lưu ý, nếu như nghe thấy tiếng thông báo tinh tinh, điều đó đồng nghĩa với việc là các bạn còn 30 giây. Và bây giờ, thời gian Q&A của bạn xin được phép bắt đầu. Cho mình hỏi một câu và có một lời khuyên, đúng, bởi vì là cái liên quan đến giấc ngủ là một trong những cái mình cũng rất là hứng thú cách đây hơn 10 năm rồi, chứ không phải đến bây giờ. Thế thì ở cái đầu tiên mình muốn hỏi một cái liên quan đến kiến thức của các bạn. Ai trả lời thì tôi biết là trong một giấc ngủ chúng ta có mấy giai đoạn và một sleep cycle là bao nhiêu giây, là bao nhiêu phút? Em thưa thầy là một giai đoạn giấc ngủ của chúng ta gồm 4 giai đoạn, trong đó có thể chia làm 3 giai đoạn theo tùy theo từng tài liệu, nhưng chủ yếu là chia thành 4 giai đoạn và mỗi giai đoạn ngủ kéo dài khoảng 2 tiếng. Kỳ ngủ phải 2 tiếng. 90 phút rồi thì đến 2 tiếng. Em nghĩ là tùy theo từng người, nhưng mà đa số tài liệu em đọc là 2 tiếng. Thế đi. Thế thì thế, ok, thế thì đến cái lời khuyên thứ hai, đúng không? Có một cái như này là ở Việt Nam chúng ta không ai quan tâm đến giấc ngủ cả, đúng không? Hiệp hội gọi là giấc ngủ Việt Nam của các bác sĩ liên quan hiểm vừa mới thành lập năm ngoái, đúng không? Thế nên cho nên là sẽ còn rất dài nếu như các bạn nắm thị trường trong nước với một sản phẩm mới mà trong vòng 2 năm mà nhằm đến 900 sản phẩm chả ý nghĩa gì cả, đúng không? Không biết các vị giám khảo có đồng ý với tôi không? Thế nên tôi có một lời khuyên, nếu như thực sự các bạn tự tin vào cái sản phẩm của mình thì hãy nhắm ra thị trường nước ngoài, mua bởi thị trường nước ngoài và các thiết bị của nó phải rơi khoảng 70 tỷ đô toàn bộ cái slip ad cho thị trường toàn cầu. Thế cho nên là nên nhắm đến đấy chứ đừng bao giờ nhắm ở Việt Nam đấy, hay là đốt tiền ngay. Trend sống xanh thì thực sự đổi Việt Nam, nhưng mà chính có những cái người tiên phong đến như Vlog Ôi Ra Môi thì bắt đầu cái trend sống xanh đấy đến gần hơn với các bạn trẻ. Thì đấy là lý do vì sao mà bọn em muốn bắt đầu từ thị trường Việt Nam trước, tại bọn em muốn là những người tiên phong cho cái việc là educate khách hàng về cái việc tầm quan trọng của giấc ngủ với người trẻ, đặc biệt là cái thế hệ về Millennial. Các bạn đã thử làm một cuộc survey với cả những người bạn của bạn là có bao nhiêu người sẵn sàng bỏ tiền ra để mua sản phẩm của bạn chưa? Nếu bạn thử hỏi cho 100 người hay là 1.000 người, 1.000 người bạn của bạn với cái giá đó, các bạn đã thử chưa? Dạ vâng. Về vấn đề survey của chúng em thì chúng em đã hỏi những người có thể nói là có những người có dấu hiệu bị mất ngủ trong gia đình của chúng em, thì thực sự là cái sản phẩm của chúng em đã có thể mang đến được cái giải pháp giảm cải thiện chất lượng giấc ngủ cho mọi người trong gia đình, thì hoàn toàn có thể đem đến cái sản phẩm này rộng hơn đến cho cộng đồng và cho xã hội nữa. Em xin phép được trả lời từ cả ý kiến vừa rồi của thầy. Thì cuộc thi này là cuộc thi thử thách sáng tạo xã hội, và thực ra là mọi thứ chúng ta làm đều hướng đến xã hội cả. Chính như các bạn vị giám khảo ở đây, thực sự là có thể mọi người cũng đã ý thức được việc tầm quan trọng của giấc ngủ, nhưng mọi người chưa sẵn sàng để thay đổi, thì Hai Dream sẽ là bước đầu tiên để mọi người thay đổi thói quen giấc ngủ của mình. Ok, em nghĩ rồi, ý tưởng của các bạn hay, nhưng anh nghĩ là phải làm sâu hơn nữa. Làm sao cái sản phẩm của bạn có thể cạnh tranh được với cả những sản phẩm giống như kiểu Apple Watch, và các bạn phải có những tính năng ưu việt hơn rất là nhiều. Một, được. Cái thứ hai anh hơi lo, có ý này chắc là để nhanh thôi, là cái hội mà 20, hầu như đối tượng khách hàng của bạn đâu là 20 mấy nhỉ? Quanh 25 đến 35 thì họ đang ngủ như là chết, đúng không? Còn chắc phải quan tâm đến đối tượng giống như anh trở lên thì mới may ra. Nhưng mà anh sợ là hơi lo, anh nhìn gợi ý là các bạn phải anh một ngày vẫn ngủ đến cần ngủ đến 7 đến 8 tiếng mà cũng thấy là thì cái đấy là có lẽ phải thử làm một cuộc survey. Và cái khác biệt lớn nhất của bạn thì có vẻ phải làm rõ hơn, không biết khác biệt lớn nhất là gì. Đo giấc ngủ thì bạn đo được cái gì? Em xin phép trả lời đầu tiên trước, đó là tại sao bọn em lại nhắm đến tầm khách hàng 25 đến 35. Thực ra là sản phẩm của bọn em là dành cho mọi lứa tuổi, tức là mọi độ tuổi và tầng lớp như là lối sống ạ. Thì bọn em qua một cái khảo sát, bọn em nhận được là 67% thế hệ đang lo lắng về giấc ngủ của mình, đó là thế hệ trẻ. Thì nếu mà anh có thể ngủ được và anh không cảm thấy lo lắng thì đấy là điều rất đáng mừng ạ. Nhưng bọn em muốn nhắm đến một cái tầm lớp. Câu trả lời rất thông minh. Đấy là cái lý do, đấy là cái tác động xã hội, những cái giá trị xã hội mà bạn muốn tạo ra ạ.
Vâng, còn về điểm khác biệt của sản phẩm thì những sản phẩm như Apple Watch hay các sản phẩm theo dõi sức khỏe khác thì họ chỉ theo dõi sức khỏe họ đề xuất, chứ không họ không đưa ra những cái giải pháp như bọn em sử dụng thiết bị của mình để tự động chuyên biệt cho giấc ngủ, điều khiển các thiết bị trong gia đình để họ có một môi trường ngủ tốt hơn. Chứ họ những thiết bị khác hoàn toàn chỉ là theo dõi và đưa ra đề xuất, chứ họ không đưa ra cách giải quyết ạ. Anh hỏi nhanh là bây giờ bọn em đến phần nào của sản phẩm rồi? Hiện tại bọn em đã có thể xong được các sản phẩm, các cảm biến ạ. Còn về để mà đưa ra được sản phẩm trên thị trường thì bọn em sẽ cần thời gian để test những các chỉ số cho các cảm biến đấy. Chỉ thời gian mất khoảng bao lâu? 6 tháng. Ok, cảm ơn em. Vâng, mình chào mừng tặng cho hai quý vị, thưa quý vị. Vốn sự vô cùng tuyệt vời một phần Q&A rất thú vị của ban giám khảo. Thank you.